Tại sao chúng ta vào nhà hàng, chúng ta được phép gọi những cái món ăn phù hợp với khẩu vị của từng người, mà chúng ta vào trong nhà trường, chúng ta vào trong lớp học, chúng ta lại không có những cách tiếp cận phù hợp với từng người? Thì đó là một bài toán rất lớn đặt ra với các nhà trường và với các giáo viên. Chúng ta sẽ nghe thấy rất nhiều là lấy học sinh làm trung tâm, <laughs> hãy tôn học sinh làm trung tâm và hãy chăm bẵm học sinh như là một ông vua, bà chúa. Vấn đề chúng ta phải đặt ra đây là lấy học sinh làm trung tâm của cái gì? Giả sử trước tới giờ đang theo cách cũ, sau khi nghe Đức chia sẻ rồi muốn thay đổi lắm. Thì cái bước đầu tiên về sẽ đi học cái gì? Xin chào mừng các bạn đến với Đội Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. À, tập ngày hôm nay sẽ uh, lại quay trở lại với chủ đề mà mình yêu thích, đó là giáo dục. Và nói về câu chuyện của người thầy cô trong uh, kỷ nguyên thế kỷ 21. Với sự phát triển của công nghệ, à, khách mời của mình hôm nay là một nhân vật rất là đặc biệt, à, sẽ được uh, giới thiệu tổng giám đốc uh, hệ thống giáo dục Skyline, thành viên của mạng lưới hiệu trưởng của trường cao học giáo dục Harvard. Hiện tại thì anh đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ về quản trị tri thức và lãnh đạo giáo dục tại Đại học RMIT. Từ năm 2012 thì uh, anh đã tư vấn và phát triển chương trình giáo dục tổng thể cho nhiều hệ thống trường phổ thông chất lượng cao và quốc tế tại Việt Nam. Anh là sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục AdLab Asia và còn là đồng sáng lập của Chuyên sang Dạy và Học nhằm phổ cập các nghiên cứu giáo dục mới cho giáo viên tại Việt Nam. Và nội dung của cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì cũng nằm trong khuôn khổ diễn đàn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số giáo dục, AI và tương lai giáo dục do Trung tâm Thông tin Truyền thông số Hội Truyền thông số Việt Nam thực hiện với sự phối hợp của WeMaster Network. Một lần nữa xin chào đón anh Hoàng Anh Đức. Cảm ơn Đức đã tham gia chương trình hành trình uh, rất dài và đọc cái profile của em thì là đã thấy cái đam mê giáo dục của em như thế nào nhưng mà nghe nói là trước đây không phải là học về giáo dục học một cái ngành khác cái cơ duyên nào mà đưa đức đến với lĩnh vực này vâng thực ra ở bậc cử nhân thì em học về kinh tế sau đó thì đến thạc sĩ thì mới chuyển sang học về giáo dục và khi mà còn học về kinh tế thì trong cái quá trình đó thì có đi dạy thêm và dạy cho một số bạn nước ngoài ở một, một số cái, cái trường quốc tế thì trong cái quá trình đấy thì mình uh, bị hiệu trưởng người ta phát hiện ra là tại sao lại lại đi dạy thêm vì với trường quốc tế là dạy thêm nó có một cái từ là cram school hoặc là shadow school là tức là nghe nghe tức là trường học trong bóng đêm hoặc là thế này thế kia nghe nghe nó rất là sợ hãi thế là hiệu trưởng phát hiện và gọi mình lên thì khi mà gọi lên thì người ta ông mới nói rằng là thế tại sao lại lại dạy thêm cứ biết cái việc đấy là việc kinh khủng không thế này kia mình nhưng mà lúc đó thì mình có giải thích rằng không tôi không có dạy gì cả đơn thuần là tôi chơi với các bạn thôi và sau đó thì là ông hiệu trưởng mới hỏi chơi như thế nào và qua cái quá trình đấy thì người ta cũng mời mình về để tham dự uh, ở một cái vai trò là nghiên cứu hỗ trợ làm một số những cái dự án học tập cùng với học sinh. thì từ cái thời điểm đó thì bắt đầu là em dễ nhánh ra và và nghiên cứu sâu hơn về việc triển khai những cái dự án học tập cho học sinh. Thì cứ từ đó đến giờ thì nó cuốn vào. nhiều ừ, khi cái uh, sự kiện của mình nó cũng là cái duyên đó. không tin trước được ha. vâng không tin trước được. Ờ, cái mà mình uh, muốn trao đổi ngày hôm nay thì thực ra chúng ta câu chuyện về giáo dục thì đúng là bàn hoài không hết. Um, cách đây một vài tuần thì uh, trên sóng chương trình là cũng có chào đó nói chuyện với thầy uh, hồ ngọc đại cũng liên quan tới việc giáo dục liên quan tới việc học sinh học như thế nào nhưng hôm nay em muốn tập trung về một cái đối tượng còn lại đó là giáo viên tức là cái, cái người dạy uh, rất là quan trọng đúng không ạ uh, thầy cô và đức cũng đã đang và đã và đang tư vấn rất nhiều các trường và đặc biệt là làm việc với các thầy cô về việc thay đổi cách dạy thì thật sự là cái cái vấn đề mà gọi là nhức nhối nhất hiện nay tức là cái vấn đề mà thầy cô đang gặp phải theo đức cái cái thiếu nhất là gì ờ, chúng ta có thể lùi lại chúng ta nhìn rộng ra một chút thì trong một cái hệ thống giáo dục của bất kỳ quốc gia nào cũng thế thôi nếu như chúng ta muốn thay đổi thì nó có ba cái trụ cột thứ nhất là chương trình và giáo trình hay là sách giáo khoa cái thứ hai là liên quan đến việc dạy và học và cái thứ ba là kiểm tra và đánh giá thì nếu như mà cả ba cái thứ đó ba cái trụ cột đó nó được thay đổi một cách đồng bộ thì mọi thứ nó sẽ suôn sẻ thế nhưng cái điều đáng buồn ở hầu hết mọi quốc gia là ba cái thứ đó nó thay đổi không đồng bộ thế hiện tại là gì chúng ta đang thay đổi chương trình và sách giáo khoa bản thân các thầy cô cũng đang thay đổi cách dạy và cách học à, dạy và học nó là hai thao tác khác nhau nó có cái điểm chung nó có cái điểm riêng thường chúng ta hay nói tắt là dạy học thế nhưng mà thao tác dạy nó khác và thao tác học nó khác thế thì một mặt là chương trình thay đổi một mặt là thao tác dạy và thao tác học cũng đang có những cái thay đổi. Thế nhưng mà khi mà hệ thống kiểm tra đánh giá nó chưa thay đổi thì nó có một cái sự vênh về mặt kỳ vọng. Và cái sự vênh về kỳ vọng đó nó tạo ra rất nhiều áp lực. Áp lực từ phía nhà trường, và giám hiệu, áp lực từ phía gia đình. Phụ huynh thì vẫn kỳ vọng rằng là con tôi cần phải được học những cái gì đấy nó đổi mới. Thế nhưng các thầy cô phải đảm bảo là nếu như mà con tôi nó đi thi một cái kỳ thi gì, điểm nó vẫn được cao. Thế thì cái sự vanh về kỳ vọng đấy nó tạo ra rất nhiều những cái áp lực khác và một góc độ khác nữa là động lực của các thầy cô khi mà mọi thứ nó thiếu thốn về mặt tài chính chúng ta thiếu về mặt cơ sở vật chất chúng ta thiếu về mặt tài nguyên tham khảo chúng ta thiếu và lại rất nhiều cái áp lực đấy nó dồn vào thế nên là các thầy cô không còn cái động lực để mà chúng ta đổi mới thường xuyên đổi mới liên tục và đổi mới bền bỉ trong cái công tác mình dạy như thế nào và trong việc hỗ trợ học trò của mình cách học như thế nào cho nó tốt hơn và quay ngược trở lại một chút nữa nếu như mà anh Khánh có nhớ lại thời gian chúng ta học phổ thông á thì trong suốt 12 năm chúng ta đi học chúng ta được học những bài học rất nhiều những bài học những bài học đầu tiên là chúng ta học chữ học ghép vần học tính toán thế nhưng trong 12 năm đó không ai dạy chúng ta cách học như thế nào chúng ta được học nhiều bài học với nhiều nội dung khác nhau nhưng mà cái bài học quan trọng nhất là, là cách học, thế học như nào? thế nào hiệu quả thì không ai dạy thì đấy cũng là một cái điểm mà trong những cái chương trình đào tạo giáo viên chúng ta cũng cần phải lưu tâm đó là gì ạ bản thân các thầy cô cũng cần phải biết cách học như thế nào bản thân mình học như thế nào và sau đó thì mình giúp cho học trò của mình học như thế nào và xa hơn nữa giúp cho phụ huynh hiểu được cách học như thế nào để đồng hành cùng con học được tốt hơn vậy là cái vấn đề còn thiếu của giáo viên tức là họ quên đi cái khi cạnh là phải học như thế nào nữa họ chỉ học cách dạy như thế nào thôi thực ra là cũng không phải là họ quên đi đâu mà nhiều giáo viên người ta rất ý thức được cái câu chuyện này bởi vì là trong những cái hoạt động về về đổi mới giáo dục chúng ta thấy là có rất nhiều cộng đồng giáo viên tích cực ở mọi miền cả nước và họ vẫn chủ động họ đi họ tìm cách để học như thế nào. Thế nhưng mà sau khi mà họ học xong rồi, họ quay ngược trở về trường, quay ngược trở về lớp của họ, họ không có cơ hội để áp dụng. Thế nên là bên cạnh câu chuyện là giáo viên tìm cách để hiểu và vận dụng làm thế nào để học tập hiệu quả thì bản thân đội ngũ lãnh đạo nhà trường chúng ta cũng phải tạo cơ chế tạo ra những cái cộng đồng học tập để giáo viên có thể chia sẻ với nhau giáo viên từ các bộ môn khác nhau từ các khối lớp khác nhau đều có thể kết hợp được với nhau cái việc mà thiếu cái này là do cái giáo trình cũ từ trước đến giờ hay như thế nào từ cái cách mà giáo viên được đào tạo từ trước đến nay là thiếu cái học phần là học phải cách học à ừ, thực ra thì trong những cái chương trình về về đào tạo về giáo viên thì cũng có những cái học phần liên quan đến tâm lý học giáo dục, tâm lý học sư phạm thì nó cũng có về những cái kiến thức nội dung liên quan đến việc là tâm lý của người học như thế nào thế nhưng mà về cơ bản là những cái nội dung đấy nó hơi lỗi thời một chút hơi cũ một chút và trong khi là bối cảnh ngày nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều công nghệ mới nó được sản sinh ra phương thức học tập cách thức tổ chức lớp học nó khác đi và ngay cả các nước ở trên thế giới các nước tiên tiến thôi mỹ rồi châu âu người ta cũng luôn luôn phải thay đổi cái quá trình là cái phương thức tổ chức lớp học như thế nào để hiệu quả để đáp ứng một cái bối cảnh mới và nếu như mà chúng ta không cập nhật đấy kịp thì cái độ vanh đến liên tục nó sẽ diễn ra bởi vì chúng ta mất 4 năm để chúng ta đào tạo ra một giáo viên Và sau đấy thì giáo viên đấy lại mất thêm một vài năm nữa Để bắt đầu là, là là, là đi dạy và có thêm kinh nghiệm Thế nhưng những cái giáo trình đào tạo giáo viên Nó vẫn là những cái giáo trình của 5 năm trước, của 10 năm trước Và công nghệ thì hàng ngày nó sản sinh ra Theo hàng ngày, theo hàng giờ Và nếu như chúng ta không thay đổi Thì giáo viên sẽ càng ngày càng bị xa lầy vào cái những cái khoảng khoảng cách liên tục nó chồng lấn lên nhau như vậy. Và giáo viên ở đây là mình đang nói giáo viên ở tất cả các cấp lớp hay là sẽ có cụ thể từng cấp lớp sẽ khác nhau hay như thế nào? Ở từng cấp lớp ấy, thì nó sẽ khác nhau ở cái góc độ là tâm lý học của học sinh, khác nhau về góc độ về mặt kiến thức. Thế nhưng mà chúng ta nói ở góc độ là người thầy, thì cái tâm thế của người thầy trong cái thời đại này, cá nhân mình nghĩ là nó không có cái sự khác biệt giữa các bậc học. Thì nếu như mà chúng ta quay ngược trở lại một chút ấy, thì khoảng cuối những năm 60 và đầu những năm 70, thì có một nhóm các nhà khoa học ở Đức người ta có đưa ra một cái khái niệm đó là chu trình bán giã chí thức bán rã, bán chí thức, giả thế thức. là như nào tức là uh, giống như là chu trình bán rã phóng xạ của những cái nguyên tố hóa học ấy, thì sau một cái khoảng thời gian x gì thì nó cái lượng phóng xạ nó giảm đi một nửa. thì tương tự như vậy đối với những cái khối lượng kiến thức thì sau một khoảng thời gian x gì thì một nửa của nó cũng trở nên lỗi thời, nó trở nên cũ đi, nó không 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 còn nhiều cái tính hữu dụng nữa, không còn cạnh tranh được nữa. thì đối với những cái kiến thức phổ thông thì cái khoảng thời gian nó dài hơn. Nó có thể là 10 năm, có thể là 15 năm Với những cái kiến thức chuyên ngành thì nó ngắn hơn Và với những cái kiến thức mà về công nghệ thì nó còn ngắn hơn nữa Ví dụ như là với kiến thức ở bậc đại học chẳng hạn Thì cách đây khoảng 20 năm, 30 năm Cái chương trình bán giải kiến thức nó rơi vào khoảng độ tầm 5 cho đến 7 năm Tức là bạn sinh viên học năm thứ nhất Sau khi bạn tốt nghiệp xong, bạn ra trường bạn làm 1-2 năm Thì một nửa cái kiến thức của bạn học được năm thứ nhất nó trở nên nội thời Thế nhưng bây giờ nó đã còn khoảng độ tầm 2 năm thôi Tức là đến lúc bạn học năm thứ ba thôi thì một nửa những gì bạn học được ở năm thứ nhất Nó đã trở nên lỗi thời rồi Và sau này nếu như mà bạn đi làm Thì bạn không thể nào có cái sức cạnh tranh Với những cái lứa sinh viên nó tốt nghiệp sau này Thế thì nếu như chúng ta quay ngược trở lại Nhà trường chỉ tập trung đơn thuần Và câu chuyện là chúng ta dạy kiến thức Chúng ta kiểm tra kiến thức Và chúng ta không phát triển năng lực của người học Thì người học sẽ bị đi vào cái vòng xoáy Trở thành nạn nhân của cái chu trình bán giả trí thức như vậy và nếu như chúng ta quay người trở lại vậy thì chúng ta cần cung cấp cho người học cái gì cái yếu tố đầu tiên đấy chính là một cái năng lực tự học thì ở trong bất kỳ một cái bối cảnh nào trong bất kỳ một cái nội dung nào người ta đều có thể xác định được mình cần học cái gì và mình cần học nó như thế nào giống như câu chuyện chúng ta nấu bếp vậy chúng ta thay vì việc là gì chúng ta nói với học sinh rằng là đây là cục cà rốt à, Cục cà rốt này thì hàm lượng dinh dưỡng nó là như thế này chúng ta cần để cho học sinh biết là làm thế nào để chúng ta lựa chọn một cục cà rốt nó tươi nó ngon và cách chế biến nó như thế nào để phù hợp với chế độ dinh dưỡng của những người khác nhau. Đó. Thì tại sao chúng ta vào nhà hàng, chúng ta được phép gọi những cái món ăn phù hợp với khẩu vị của từng người, mà chúng ta vào trong nhà trường, chúng ta vào trong lớp học, chúng ta lại không có những cách tiếp cận phù hợp với từng người. thì đó là một bài toán rất lớn đặt ra với các nhà trường và với các giáo viên. Ừ. Anh quay trở lại một chút lúc nãy Đức nói về cái học cái cách học thì cụ thể ở đây cái cách học mà mình cần giáo viên phải thay đổi là cần cái vị phải hiểu được là học cách học là học cái gì. Cách học ở đây nó bao gồm cái cách là thứ nhất là chúng ta xác định là mình muốn học cái gì, mình cần học cái gì, cái nhu cầu học tập của chúng ta là cái gì. Và cái thứ hai là cái phương thức chúng ta học tập nó như thế nào, chúng ta học tập nó hiệu quả đến đâu. Và cái phương thức đấy nó bao gồm rất là nhiều yếu tố khác nhau. Nó bao gồm những cái điều kiện về vật chất, vật lý xung quanh chúng ta và quan trọng hơn nữa nó là cái sự hiểu sâu hơn về cái cơ chế hoạt động của bộ đạo của chúng ta về mặt tinh thần của chúng ta kiến thức nào tần suất nào thời lượng nào là phù hợp để cho một học sinh ở cái độ tuổi này học tập một cái đứa trẻ mầm non thì các bạn ấy có thể tập trung được trong khoảng độ tầm 5 phút hoặc là 6 phút học sinh tiểu học có thể tập trung trong khoảng độ tầm 10 phút học sinh trung học phổ thông trung học cơ sở trung học phổ thông có tập thể tập trung được cao độ trong khoảng độ tầm 15 cho đến 16 phút vậy thì tại sao một cái tiết học lại là 35 phút. Tại sao một tiết học là 45 phút? Chúng ta sẽ cơ cấu những cái khoảng tập trung đấy trong 35 phút đấy như thế nào để trẻ có thể tập trung được hiệu quả nhất và trẻ tương tác được với nhau được hiệu quả nhất. Thì đấy chính là những cái ví dụ của câu chuyện là chúng ta học cách học như thế nào. Và từ đó chúng ta tổ chức triển khai là cách chúng ta tổ chức việc học của học sinh và cách chúng ta tổ chức việc dạy của giáo viên như thế nào. Ừ. Ờ, chúng ta nghe rất nhiều về cái việc là làm sao để học sinh có thêm cái khả năng tự chủ, tự lực và không phải là cái việc thụ động là cái thầy cứ giảng và trò ghi chép học thuộc lòng nữa mà chúng ta luôn nói rất nhiều về việc thay đổi cái cách làm sao để học sinh chủ động hơn thì ở đây trong cái cách dạy này thì làm sao để giáo viên tạo động lực để học sinh có thể tự chủ hoặc là làm thế nào để thiết kế những cái cách thức dạy mà học sinh có thể tự chủ hơn ở trên báo đài ở các trường ấy, chúng ta sẽ nghe thấy rất nhiều là lấy học sinh làm trung tâm và ừ, ở trên những cái diễn đàn thì nhiều người sẽ hiểu lầm nó một chút rằng, rằng là gì ạ hãy tôn học sinh làm trung tâm và hãy chăm bẵm học sinh như là một ông vua bà chúa ừ. thì đó không phải là câu chuyện chúng ta lấy học sinh làm trung tâm ừ. vấn đề chúng ta phải đặt ra đây là lấy học sinh làm trung tâm của cái gì thì đối với cái quá trình học thì chúng ta nên lấy học sinh làm trung tâm của cái tiến trình học tập của cái hoạt động học tập và các em sẽ chỉ thực sự là trung tâm của hoạt động học tập khi các em sở hữu cái hoạt động học tập đấy các em học cho bản thân các em thế thì nếu như mà anh khánh để ý các thầy cô gọi là cấp tiến thì các thầy cô thường hay đưa ra những câu hỏi những câu hỏi mang tính chất là khơi gợi những cái câu hỏi để định hướng bài học và các thầy cô đưa ra câu hỏi bảo sinh trả lời đó là một cái việc cũng khá là hiệu quả thế nhưng ngay cái thời khắc khi mà học sinh trả lời thì chúng ta có muốn hay không thì gương mặt của người thầy, người cô chúng ta cũng có những cái thay đổi. Chúng ta thấy một cái câu trả lời hay một cái là chúng ta một no, cái nụ cười. Chúng ta thấy một cái câu trả lời nó chưa đúng ý của chúng ta, chưa biết là nó đúng sai như thế nào. Thì chúng ta có thể là hơi trao mày một chút, chúng ta hơi nhớn mày một chút. Thì đứa trẻ sẽ nhìn vào đó và đứa trẻ từ những cái lần sau sẽ có những điều chỉnh. À, thầy Khánh sẽ thích câu trả lời như thế này, thầy Đức sẽ thích những câu trả lời như thế kia thì cái quá trình đấy liên tục nó lặp đi lặp lại thì nó củng cố cái sự điều hướng của đứa trẻ theo hướng của giáo viên. Và đứa trẻ nó mất đi cái khả năng tự chủ của nó trong câu chuyện là xác định mục tiêu học tập. Và chúng ta có thể thay đổi nó bằng cách là chúng ta quay ngược trở lại chúng ta để cho đứa trẻ tự đặt ra những câu hỏi của chính mình. Và khi các em tự đặt ra câu hỏi rồi thì đó là câu hỏi của các em. Các em sẽ đi tìm câu trả lời. Không, không cần phải khơi nữa hay không sao? Không cần phải khơi nữa. Mà chúng ta có những cái phương thức để các em tự đặt ra câu hỏi. Và các em đặt ra rồi thì đó là của các em và các em sẽ đi tìm câu trả lời cho cái vấn đề của các em thì trong cái quá trình đấy trẻ học được từ nhau rất là nhiều và lúc đó giáo viên của chúng ta là gì ạ không phải là chúng ta không làm gì mà chúng ta phải quan sát cái quá trình đó chúng ta điều tiết cái quá trình đó để hỗ trợ trẻ trong quá trình đưa ra câu hỏi tinh chỉnh câu hỏi của mình cải tiến nó biến nó thành những dạng câu hỏi khác nhau để phù hợp với cái mục tiêu của bài học thì thông qua đó thì trẻ sẽ thực sự là làm chủ quá trình học của mình. Nhưng giả sử mà trẻ không thể tự đặt câu hỏi thì sao? Bản tính của con người chúng ta là cái bản tính rất là tò mò. Khi một đứa trẻ bắt đầu tập nói bắt bắt đầu biết nói từ 3 tuổi, nó nói rất nhiều và nó hỏi rất nhiều. Từ 3 tuổi đến 6 tuổi là trẻ hỏi nhiều kinh khủng. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta để ý từ 6 tuổi cho đến khoảng 10 tuổi là nó bắt đầu nó nó hỏi ít đi. Vì lý do vì sao? Do mình can thiệp hay sao? Nhiều người thường hay ồ lên là à bởi vì 6 tuổi nó đi học. Ừ. thì tất nhiên là ồ đúng 6 tuổi thì là trẻ đi học. Thế nhưng mà trước đó nữa Cả ở nhà Cả ở trường Trẻ nó đến nó hỏi bố Một cái câu gì đấy Bố thường là bận quá Ui cái này đi ra hỏi mẹ Bố không có thời gian Hỏi mẹ Thì mẹ Mà bận quá Mẹ sẽ hay hỏi Hỏi gì mà con hỏi nhiều thế nó không, không được trả lời Con hỏi lắm thế đó. Ừ. Thì một phần là do không được trả lời Nó cụt hứng đi ừ. Nó mất hứng đi Một cái phần nữa là Khi mà trẻ lên lớp rồi Thì Cái số lượng học sinh nó đâu Và số lượng Giáo viên So với học sinh Thì chúng ta khá là ít Thế nên là một cái câu hỏi của trẻ đặt ra là ít nhận được cái sự ghi nhận, ít nhận được cái sự quan tâm. Và đặc biệt nữa, chúng ta có những cái phản ứng mang tính chất là gì ạ? Chúng ta phán xét những cái câu hỏi của trẻ. Hỏi gì mà ngớ ngẩn thế? Nhưng cái đấy nó làm cho trẻ nó thụt lại, nó lùi lại phía sau, nó không sẵn sàng nó muốn hỏi nữa. Thì chúng ta đừng lo là trẻ không 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 biết cách hỏi. Khi mà chúng ta đã sẵn lòng để cho trẻ hỏi rồi thì trẻ nó sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi, nó đặt ra vô vàn câu hỏi. Thế nhưng quan trọng nhất là chúng ta tạo điều kiện để cho trẻ hỏi và khi trẻ đưa ra câu hỏi chúng ta đừng phán xét câu hỏi của trẻ ừ. ở góc độ giáo viên chúng ta không cần nói rằng à, cảm ơn em đã đưa ra một câu hỏi rất hay cảm ơn bạn đã có một câu hỏi rất là thú vị đó à, là đó là một đó là một cái sự phán xét rồi mặc dù chúng ta thấy rằng là đó là một cái lời khen sẽ làm không? Gì? chúng ta chỉ cần một cách rất đơn giản thôi cảm ơn em đã đưa ra một câu hỏi và sau đó chúng ta lắng nghe câu hỏi của các bạn khác chúng ta cảm ơn em đã đưa ra một câu hỏi không nên khen quá không còn là không không khen không chê chúng ta chúng ta cảm ơn cái thao tác trẻ đã hỏi và cái việc câu hỏi đấy nó như thế nào trẻ sẽ tự làm việc với nó tiếp theo thì uh, uh, chúng ta có những cái bộ kỹ thuật để hướng dẫn giáo viên trong cái câu chuyện hướng dẫn trẻ như thế nào thế nhưng mà cái bước đầu tiên đó chúng ta không phán xét phán xét ở đây có nghĩa là không chê và cũng không khen chúng ta cảm ơn chúng ta ghi nhận cái công sức của các em là các em đã đặt ra câu hỏi thế còn nội dung câu hỏi như thế nào các em là chủ của cái câu hỏi đó các em sẽ có cái tiến trình các em đục đẽo câu hỏi đó, tinh trình đó, biến nó thành mô hình vạn trạng khác nhau. Đó là quá trình của các em. Chúng ta không được phép xâm phạm vào cái quá trình đó. Thực tế Việt Nam thì đôi khi một lớp thì có quá đông học sinh. Thì thực tế nếu một thầy cô đó mà muốn thay đổi theo cái cách này thì nó sẽ gặp những cái vấn đề gì vướng mắc? Giáo viên chúng ta cần phải xác định rằng là 45 phút đó không phải là 45 phút để chúng ta làm mọi thứ. Và quan trọng nhất bệnh là một cái nguồn lực để làm phụ huynh các em sẽ chủ động đặt ra câu hỏi để để tự học nhưng mà ở góc độ thầy cô thì tức mình vẫn có sự can thiệp nào đó về mặt định hướng hay không khi mà nếu không thì sẽ để trẻ một cái tự do nó sẽ đi lạc ra chỗ khác thì sao tức là gì ạ Uh, chúng ta thay vì việc chúng ta bắt đầu bằng một câu hỏi thì chúng ta có thể là đưa ra một cái đối tượng nào đó chúng ta đưa ra một cái vật thể nào đó một câu chuyện nào đó để trẻ quan sát sau khi trẻ quan sát xong thì chúng ta sẽ mời trẻ đặt ra câu hỏi và những cái nguyên tắc chúng ta đưa ra có thể rất là rất là đơn giản thôi ví dụ như là, các em hãy đặt ra nhiều câu hỏi nhất có thể các em nghĩ ra cái gì thì các em hãy viết ra đúng những cái câu như thế và các em không phán xét câu hỏi của các bạn khác và sau khi mà trẻ đã đưa ra rất nhiều câu hỏi rồi chúng ta đề nghị trẻ chúng ta yêu cầu học sinh của chúng ta các em hãy chọn ra hai câu ba câu mà em thấy nó quan trọng nhất thì trong cái quá trình đó thôi là trẻ quay ngược trở lại trẻ ra soát lại toàn bộ cái tiến trình tư duy của mình và trẻ chọn ra những cái câu hỏi quan trọng nhất sau đó các em lý giải tại sao em lại cho rằng câu này là câu quan trọng nhất ừ. thì trong cái quá trình đó các em chia sẻ với nhau và chúng ta lắng nghe chúng ta điều tiết cái quá trình chia sẻ đó, đó thì thông qua đấy thì các câu hỏi của các em nó cũng sẽ không lan man và nó sẽ quay ngược trở lại nó đi đúng cái trọng tâm mà chúng ta mong muốn thế thì ở đây không 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 phải là uh, giáo viên chúng ta định hướng mà chúng ta giúp cho trẻ tự tìm ra cái hướng đi với thực tế Việt Nam thì đôi khi một lớp thì có quá đông học sinh rồi giáo viên thì đấy một một cô một thầy nhưng mà rất đông học sinh thì thực tế nếu một thầy cô đó mà muốn thay đổi theo cái cách này thì nó sẽ gặp những cái vấn đề gì vướng mắc không Um, thứ nhất là nó, nó sĩ số đông nó nó là một cái vấn đề rất là nan giải. Thì thực ra là bài toán sĩ số này chúng ta về mặt vĩ mô là chúng ta phải giải dần, dần 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 câu chuyện dần 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 câu chuyện của của cả hệ thống nói chung. Thế nhưng mà ở trong một lớp học ấy, cái việc mà sĩ số đông và sau đó thì chúng ta lại dồn mọi kỳ vọng vào trong 45 phút học thì cái điều đấy là một cái điều nó rất là căng thẳng. Thì cái điều đầu tiên là giáo viên chúng ta cần phải xác định rằng là 45 phút đó không phải là 45 phút để chúng ta làm mọi thứ có những thứ chúng ta gọi là để cho trẻ gợi nhớ lại kiến thức hoặc là để cho trẻ giao bài tập để cho trẻ về nhà những cái thứ đó công nghệ có thể hỗ trợ được chúng ta trẻ có thể chúng ta giao cho trẻ bài tập ở nhà trên những cái nền tảng công nghệ khác nhau trẻ có thể là ôn tập lại nó ở trên những cái nền tảng công nghệ khác nhau và trước khi trẻ vào lớp chúng ta giáo viên chúng ta lên trên những cái nền tảng đó chúng ta kiểm tra để chúng ta biết được là trẻ đã ôn lại hay chưa và sau đó thì chúng ta chỉ gợi nhớ lại bằng câu chuyện là có thể mời một hoặc là hai bạn thuật lại hoặc là kể lại về cái trải nghiệm học tập của mình, về những cái điều mới mà mình khám phá ra. Thế còn sau đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta triển khai những cái nội dung khác. Và trong giáo dục thì nó có một cái thuật ngữ nữa đó là lớp học đảo ngược. Tức là gì ạ? Lớp học à, theo mô hình người ta gọi là truyền thống á, là giáo viên lên lớp dạy nội dung mới và trẻ về nhà thì trẻ thực hành, trẻ làm bài tập. Đó. Thì lớp học đảo ngược đây là gì? Cái phần dạy nội dung mới chúng ta chuyển để cho trẻ tìm hiểu trước ở nhà và sau đó thì lên lớp là chúng ta tổ chức những hoạt động để khám phá, để tìm hiểu sâu hơn. Thì đó là cái cơ hội để cho giáo viên tương tác với học sinh sâu hơn thay vì việc đơn thuần lên lớp và dạy kiến thức mới. đúng là lý tưởng là như vậy mà. cho vậy. cho học sinh tìm hiểu trước nhưng mà vô thực tế thì không phải trường nào cũng áp dụng được và không phải thầy cô nào áp dụng được thì theo Đức thì đúng là Đức cũng sẽ tiếp xúc rất nhiều trường và tư vấn rất nhiều trường thì cái việc mà để áp dụng điều đó đúng là vào thực tế thì nó sẽ gặp những cái vướng mắc làm sao để để cái này nó áp dụng rộng rãi hơn thường sẽ vướng cái gì? thực ra là để áp dụng một cách là rộng rãi và triệt để những cái cải tiến sư phạm nói chung không không chỉ đơn thuần những kỹ thuật này thôi thì nó có sự khác biệt giữa hệ thống trường công và hệ thống trường tư do điều kiện tài chính, điều kiện cơ sở vật chất khác nhau, điều kiện con người khác nhau. Thế nên chúng ta không cần phải kỳ vọng là mọi nhà trường đều áp dụng 100% như nhau. Giả sử như là trong những cái nghiên cứu mà cá nhân Đức và những uh, cộng sự đã tiến hành trước đây ấy, thì giáo viên trường công ở Việt Nam trung bình một năm họ bỏ ra khoảng 50 cho đến 60 giờ để họ tự đào tạo thêm về công tác chuyên môn. Nhưng giáo viên trường tư họ dành đến khoảng 90 giờ và giáo viên những trường quốc tế họ dành đến khoảng 120 giờ. Thì đó là một cái chỉ vào khác biệt hoàn toàn rồi. Từ đầu giáo, từ ta, đầu học thêm tự học thêm nó đã khác rồi. Thế nên quay ngược trở lại. Giáo viên trường công không nhất thiết là ngày nào giờ nào chúng ta cũng phải áp dụng những cái biện pháp như vậy. Chúng ta có thể là cân đối lựa chọn 5%, 10%. Như vậy nó đã ổn rồi. Và từ 5%, 10% đấy nó hình thành cái thói quen cho học trò và cái thói quen cho người thầy. Thế thì học trò nó sẽ không chỉ học ở trong cái câu chuyện là học trò nó cộng tác với nhau như thế nào mà học trò sẽ nhìn cả cách các thầy các cô cộng tác với nhau như thế nào và các em đúng không thì đầu tiên chúng ta cứ bắt đầu có thể là một tuần một tiết đã một tuần hai tiết đã sau đó chúng ta tăng dần lên chúng ta tăng dần lên và nhiều năm sau nhiều tháng sau thì cái nền nếp cái hành vi của nhà trường nó được hình thành cái văn hóa mới của nhà trường nó được hình thành thì cái sự khác biệt ở đây giữa công và tư đó là cái thời gian của sự thay đổi thôi thì cái quãng thời gian ở các trường công với những cái điều kiện nó hạn chế hơn với cơ sở vật chất nó hạn chế hơn nguồn lực tài nguyên tham khảo vân vân hạn chế hơn thì cái thời gian thay đổi nó sẽ kéo dài hơn và quan trọng nhất vẫn là một cái nguồn lực đấy là phụ huynh ở đây không không phải nói rằng là gì ạ à, phụ huynh hãy đóng góp thêm tiền cho nhà trường cái 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 <laughs> câu chuyện đấy chúng ta chúng ta không bàn ở đây okay. vì câu chuyện tài chính nó nhiều khi nó nó dẫn đến những cái hệ quả Được nó rồi. nó giờ khóc giờ cười thế nhưng cái mà nhà trường cần phụ huynh am hiểu nhất á, đó là một cái sự thấu hiểu và đồng hành Nó đơn giản nhất như thế này thôi Cụ thể như thế nào Hôm nay Đứa trẻ nó đến trường nó học Nó đi về nhà Bố mẹ dành ra 5 phút, 10 phút Để hỏi lại cùng với con xem hôm nay con ở trên trường Con đọc có vui không Hôm nay trên trường con học cái gì Cái đấy nó như thế nào con kể lại cho bố mẹ Thì thứ nhất Đó là một cái sự quan tâm, một cái sự chia sẻ Bố mẹ hiểu con, con cái nó cũng sẽ cảm thấy là Có một cái sự gần gũi hơn Và ở góc độ khoa học giáo dục đấy chính là một cái quá trình chúng ta gợi nhớ lại và trẻ ôn lại bài cuối ngày trước khi đi ngủ chúng ta dành khoảng độ tầm 10-15 phút chúng ta ngồi chúng ta trò chuyện với con thôi cái việc đấy nó giúp ích vô cùng. Tôi cho, chưa kê chuẩn bị bài trước bài mới trước. đúng rồi thế thì nếu như chúng ta nói về mặt khoa học não bộ nhé thì cái việc đấy ấy, thứ nhất là nó giúp cho trẻ nó gợi nhớ lại những cái gì mà đã học ở trong ngày thì trong khoa học giáo dục người ta gọi đấy là phương pháp để lặp lại ngắt quãng tức là thay vì việc là chúng ta không gợi nhớ lại chúng ta cứ để nó quên dần quên dần quên dần đi thì buổi sáng trẻ đến trường trẻ học xong à, sau khoảng 8 tiếng 9 tiếng sau về nhà đến buổi tối nó đang quên như thế này rồi bố mẹ hỏi lại nó gợi nhớ lại nó lại nhớ lại và khi mà nó gợi nhớ lại như thế rồi sau đấy thì nó đi ngủ và trong lúc nó đi ngủ bộ não của nó vẫn tự tạo ra những cái kết nối để nó kết nối những cái kiến thức đó lại với nhau thì bản thân cái việc đấy thôi hành động rất nhỏ như vậy thôi nó giúp ích cho cả trẻ giúp ích cho cả bố mẹ gần gũi nhau hơn và nó giúp ích cho cả thầy cô giáo nữa thực sự là là đúng rồi phụ huynh không nên phó mặc hoàn toàn như nhà trường và đây là cái nhiệm vụ của cả thầy cô và cả phụ huynh nữa chứ. Rồi chuyện rất lớn trong cái chuyện mà thay đổi cách dạy và cái hiệu quả của việc dạy thì về nhà mình chuẩn bị thêm hoặc là dùng cái phương pháp như Đức là nhắc lại để cho việc lên trường nó hiệu quả hơn. Chưa kể là còn chuẩn bị bài mới trước để cho lên lớp thì cô mới bắt đầu nó rất nó rất là mất thời gian và và nếu như mà chúng ta dành thời gian chúng ta cùng với trẻ đơn thuần thôi chúng ta không phải đọc kỹ thế hôm sau trên lớp con học cái gì? Chúng ta chỉ cần nói là ông dạy đây con học cái môn này, học cái bài này, chỉ cần nói đến cái tên bài thôi, chưa cần nói đến chi tiết gì cả. Và nếu như mà chúng ta dành thời gian chúng ta đọc lướt qua, chúng ta có thể cùng con thảo luận xem. À, thế thì với cái bài đấy thì con mong chờ cái điều gì? Con muốn tìm cái, cái câu hỏi gì, con muốn trả lời cái gì? Nó giúp ích rất nhiều rồi. Còn nếu không thì hôm sau trẻ đến lớp nó sẽ rất là lúng túng, nó sẽ rất là cuống và khi mà cô nói rằng là, à, các bạn đã soạn bài chưa, các bạn đã chuẩn bị bài chưa, mồ hôi bắt đầu đổ ra thì với một cái tâm thế nó không sẵn sàng như vậy, nó không phải là điều kiện để bắt đầu một cái tiến trình học tập. Ừ. Bố mẹ ngày nay thì ngày càng bận rộn, nên là đây là cũng là một vấn đề khác rất lớn. Và nhất là với với phụ huynh mà có con nhỏ, bố mẹ, ông bà chúng ta thường phó thác cho những cái thiết bị điện tử để cho con xem điện thoại, xem tivi xem iPad, thì chúng ta quên mất một điều rằng là cái ánh sáng xanh từ những cái màn hình LED đấy nó tác động rất lớn, nó làm cho trẻ cuốn hút vào nó rất nhiều và đồng thời nó tác động đến cái quá trình liên kết những cái neuron thần kinh ở trong não và làm cho cái tiến trình phát triển não bộ của trẻ nó chậm đi. Thế nên là chúng ta phó thác cho những cái thiết bị đó, chúng ta tiết chúng 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 ta có được một cái khoảng thời gian thoải mái hơn, tự do hơn để chúng ta làm việc của chúng ta. Cái hành động đấy nó rất dễ làm, thế nhưng cái giá chúng ta phải trả nó rất kinh khủng khiếp thực sự là một cái lý đáng suy ngẫm nha là, là cái chuyện mà bố mẹ sẽ phải đóng góp như thế nào cho cái công cuộc thay đổi này của thầy cô quay trở lại thầy cô một chút thì có vẻ như là nãy giờ mình nói thì cái cách dạy cần phải thay đổi ở đây anh hỏi một chút về cái nội dung tức là cái mình hay nhớ là thầy cô hay chuẩn bị giáo trình giáo án đúng không thì ở đây cái việc mà cái áp lực từ việc phải truyền tải bao nhiêu nội dung đó trong một buổi đó nó có làm ảnh hưởng tới cách dạy không Giả sử thầy cô rất là muốn thay đổi muốn Một người thầy, người cô bây giờ muốn thay đổi cách dạy của mình Nhưng do là phải Trong một cái tiết đó phải truyền tải bao nhiêu Cái số lượng thông tin đó Và ở trên đưa xuống là bắt buộc phải dạy hết cái bài này Khiến cho mình muốn thay đổi cách Mình không thay đổi được thì có tình trạng đó hay không Và nếu muốn thay đổi phải thay đổi như thế nào Vâng cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của anh Khánh Thực chất á, thì với cái chương trình phổ thông mới mà chúng ta gọi là chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, thì cái nỗi lo sợ đấy nó đã không còn nữa rồi tức là về 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 mặt chương trình là gì ạ à, chương trình quy định theo chuẩn đầu ra chuẩn đầu ra đây là theo học kỳ theo năm học chứ không phải là theo từng tiết và thậm chí là cái thứ tự nội dung này trước đây là gì à, chúng ta đến buổi 1 tiết 1 là chúng ta phải dạy nội dung x đến buổi 2 à, chúng ta phải dạy nội dung y thế nhưng mà với cái cấu trúc chương trình mới á là chúng ta không bị giới hạn ở trong cái câu chuyện đó à, chúng chúng ta có thể là điều tiết với nhau để tạo thành những cái dự án học tập hoặc là những cái nội dung giữa môn này với môn kia chúng ta có thể kết hợp với nhau được miễn là đến hết học kỳ hết năm học trẻ đã đảm bảo là được học những cái nội dung đó trẻ ghi nhận được những cái kiến thức đó hình thành được những cái năng lực đó như vậy là được thế nhưng đó là về mặt chủ trương thế nhưng trong công tác thực hành khi khi đi về đến các địa phương thực tế thì các địa phương vẫn rất là chưa quen với cái, cái cách làm mới và các địa phương vẫn dạy vẫn dạy kiểm tra theo cái cách làm cũ thì và bản thân các thầy các cô vẫn sẽ lo sợ thế nên là mọi người không không có nhiều cái cái dư địa trong quá trình mà chúng ta điều chỉnh như thế thế nhưng một cái điều rất là rất là đáng tiếc ở đây ấy, đó là gì chúng ta không bị gò bó bởi cái tuần tự như vậy bởi cái thứ tự như vậy Câu quyền thay đổi Câu chúng ta, ta có ngoài. quyền thay đổi cái phân phối chương trình của chúng ta tức là gì chúng ta dạy cái này trước cái kia sau không vấn đề gì thế nhưng nhưng ở góc độ nữa đó là ở góc độ là phụ huynh ở góc độ là dư luận khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ quay ngược trở lại tại sao đến ngày này mà thầy lại không dạy cái bài này đó thì ở góc độ phụ huynh chúng ta cũng cần nên hiểu thêm tức là các thầy là người hiểu con mình nhất các thầy các cô khi mà các thầy các cô hiểu như thế thì các thầy các cô có thể là cấu trúc nó lại để tiến trình vì là trong một lớp chúng ta có thể là một lớp kể cả 30 bạn hay là 40 bạn thì cái năng lực thụ đắc kiến thức năng lực hấp thụ kiến thức của các bạn ấy nó sẽ khác nhau thì có thể là có nhóm này sẽ nhanh hơn có nhóm kia chậm hơn không nhất thiết là chúng ta phải là đưa một cái bát cháo trắng và bắt tất cả các con nó cùng ăn một cái bát như thế có bạn thì thích thêm đường có bạn thì thích thêm gia vị đó là khẩu vị của các bạn và thầy cô là người biết cái chuyện đó thì hoàn toàn là hiện nay là thầy cô không bị ràng buộc bởi cái đó ừ. thế nhưng mà ở góc độ nào đấy thì cái 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 tâm lý của cô các thầy các cô vẫn chưa quen Sống đến cổ đúng không ừ. chưa chưa nghĩ rằng là mình có cái quyền như vậy <cười> <cười> nhưng thực ra là thầy cô có cái quyền như vậy à, ok cũng là tin tốt như thầy cô à. chứ nhưng có điều là để mà thực hành để, để mà mấy... thực hành thì nó nó lại là cả một cái quá trình rất là dài vậy thì vấn đề về chuyên môn thì không phải là vấn đề lớn mà ở đây là cái cách thức thôi đúng rồi cách thức thôi cũng các vấn đề về chuyên môn thì thì không phải là vấn đề của cái thầy cô Việt Nam. Vâng, vâng. thực ra là cách thức triển khai và bên cạnh đấy nữa là Đôi ngũ quản lý làm thế nào để chúng ta tạo thêm động lực cho các thầy cô liên quan đến cái chế độ cho các thầy cô chúng ta phải có cách nào đó để để cho các thầy cô có thể là yên tâm công tác ví dụ như là um, hồi uh, cuối năm rồi thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng có nói rằng là gì ạ Bộ có mọi thứ nhưng ngoài chưa hai thứ hai thứ gì tài chính và con người tức là bộ bộ là không có ngân sách và cái dai là về mặt con người thì là thuộc về bộ nội vụ về mặt tài chính là thuộc về bộ tài chính Đã. thế nhưng mà bộ bổ sung thêm cho bộ trưởng là bộ thiếu một cái nữa là thiếu cái sự ủng hộ từ phía phụ huynh từ phía dư luận nữa tức là nếu như mà có đủ cả ba thứ đấy thì cá nhân mình tin chắc là những cái cải tổ hiện tại nó sẽ đến nơi đến chốn à, thiếu nhiều thứ quá là thiếu rất, rất là nhiều rồi <laughs> thôi bây giờ là trong khi đợi môi trường thay đổi thì bây giờ nếu th bản thân mình muốn thay đổi đi và giả sử trước tới giờ đang theo cách cũ sau khi nghe Đức chia sẻ rồi muốn thay đổi lắm thì cái bước đầu tiên về sẽ đi học cái gì? Thứ nhất thì cá nhân Đức thì luôn tin rằng là các thầy cô là chuyên gia trong cái bộ môn của mình. Rồi. Thầy cô dạy môn rất rất là lý, thầy rồi. cô dạy toán rất giỏi toán, thầy cô cả. dạy toán rất giỏi văn. Ờ, trong các cái chương trình đào tạo về sư phạm các thầy cô cũng đã được học về tâm lý học giáo dục. Thế nhưng mà những cái kiến thức đấy thì đa phần nó thuộc về cái đoạn cuối của thế kỷ 20. Thế thì cái lỗi thời rồi. À, bởi vì là mỗi một thế hệ nó khác bây giờ chúng ta gọi là gen Z xong rồi gen Alpha rất nhiều thứ tâm sinh lý của các con nó khác rất là nhiều thì đầu tiên là các thầy cô cần phải tìm hiểu thêm về cái tâm lý học của độ tuổi thì hiện tại là rất nhiều những cái nguồn tài nguyên mở miễn phí tiếng Anh cũng có tiếng Việt cũng có các thầy cô có thể tìm ở khắp mọi nơi nhưng các thầy cô không nên chỉ dừng lại ở góc độ là tìm hiểu cho mình tìm hiểu xong chia sẻ với phụ huynh phụ huynh tìm hiểu xong chia sẻ với học trò thì nó tạo thành một cái vòng xoáy khi mà mọi người chia sẻ với nhau thì, thì thì chúng ta sẽ vừa là vỡ ra thêm được những cái góc nhìn mới và vừa có một cái sự gắn kết với nhau hơn có một cái cộng đồng cùng được. cùng đúng không vâng. rất rất nhiều những cái cộng đồng như thế nó đang hình thành ở rất nhiều nơi và khi mà chúng ta chia sẻ như thế thì cái hợp lực đó nó 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 xóa bỏ đi những cái lực cản khác à, bên cạnh những cái kiến thức về tâm lý học độ tuổi như thế thì những cái kiến thức khác về tâm lý học giáo dục và về khoa học giáo dục đặc biệt như đức có nói ở đây là việc học cách học như thế nào thì từ cách đây khoảng độ tầm hơn 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 13 14 năm thì có một giáo sư là giáo sư Barbara Oakley bà đã làm một cái khóa ở trên Coursera Learning How to Learn, học cách học như thế nào. Những diễn giải rất chi tiết về khoa học thần kinh và cách để chúng ta có thể là tối ưu hóa được cái hiệu quả học tập của mình. Thì cái khóa của bà có đến hiện tại là có hơn hơn là 4,5 triệu người học ở trên toàn cầu. Và ở Việt Nam thì cũng đã có cái khóa, và khóa miễn phí, khóa miễn phí hoàn toàn. Mọi người có thể bắt đầu bằng cái khóa đó thôi. Và ở Việt Nam thì cũng có khóa bằng tiếng Việt của cái khóa đó cũng miễn phí hoàn toàn, không mất một cái gì cả. Mọi người chỉ cần dành thời gian khoảng độ tầm một hai đến tiếng một cho đến hai tiếng đồng hồ là chúng ta có thể học được. Sau đó chúng ta áp dụng, áp dụng xong một tháng chúng ta quay nghỉ trở lại, chúng ta lại xem lại một lượt nữa. Thì đó những cái nội dung rất là cơ bản. Thế nhưng mà mình học xong rồi mình chia sẻ với phụ huynh, phụ huynh người ta mà hiểu ra thì người ta sẽ có động lực quá những chữ lại chưa thêm mà chứ Đúng là 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 bây giờ nó có quá, quá nhiều công cụ và cái nguồn lực để bổ trợ thêm cho người thành cô nếu mà thật sự họ muốn thay đổi và không muốn sợ. tự học đúng không ạ à. à, trước khi mà đợi các yếu tố về vĩ mô thay đổi thì bản thân họ có thể tự học mình vâng. cô của chúng ta vẫn theo một cái thói quen là chúng ta gồng mình lên mình làm tất cả mọi thứ học sinh đang ở trong không gian lớp của thầy cô, thầy cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với các anh thì đấy là một cái vấn đề nó rất là bất công. Giáo dục nó là cái quá trình mà trưởng thành, trong đó người học người ta sẽ trưởng thành về mặt kiến thức, trưởng thành về mặt tư duy, trưởng thành về mặt thái độ và nó diễn ra bởi cái sự chủ động của người học. cái thức mức là là ở đây tự học rồi ờ, học cách học. Rồi học về tâm lý này kia rồi Nhưng khi đi vào áp dụng thực tế Ở lớp của mình uh, Rồi như nãy Đức có nói về cái Gọi là mỗi học sinh Có một cái cách tiếp thu khác nhau Có một cái độ thông minh khác nhau Có một cái cá nhân hóa khác nhau Một cái yếu tố khác nhau xuyên Liên quan tới chuyện tiếp thu kiến thức Vậy thì làm sao mà Thầy cô có thể Trong một lớp sĩ số đông như vậy Mà bây giờ phải cá nhân hóa nữa Thì liệu nó có phải là cái gì đó Nó bất khả thi hay không thực ra thì uh, nó là vấn đề rất là khó. Uh, một cái khó nữa là gì? Từ trước đến giờ là thầy cô của chúng ta vẫn theo một cái thói quen là chúng ta gồng mình lên, mình làm tất cả mọi thứ. Và khi mà những nhà quản lý giáo dục, hiệu trưởng, hiệu phó chúng ta nhìn vào, chúng ta cũng nhìn thấy là đây là đang học sinh đang ở trong không gian lớp của thầy cô, thầy cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với các em. Thì đấy là một cái vấn đề nó rất là bất công. Khi khi mà chúng ta quay ngược trở lại chúng ta nhìn nhận đó. Một nhà trường, đấy là một không gian mình hay nói là một không gian học đường chứ không phải là một không gian giảng đường, tức là cái môi trường học đấy là môi trường học của tất cả mọi người, bao gồm cả các thầy các cô nữa. Thế thì thứ nhất, các thầy cô hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm thế mình cũng là một người học. Và mình có thể học được từ cái quá trình học của học sinh. Nhìn thấy bạn này bạn này tiến bộ như thế nào, nhìn thấy bạn này bạn này tiến bộ chậm hơn như thế nào, nhìn thấy bạn này bạn khó khăn như thế nào và chúng ta học qua đó. Thế thì cái yếu tố thứ nhất ở đây là có rất nhiều những thầy cô người ta chủ động người ta đi người ta học những nội dung mới nhưng về người ta áp dụng người ta cảm thấy bị lạc lõng người ta cảm thấy mình không thuộc về cái chỗ này thì sao thì sao làm như thế nào và sau đó người ta không áp dụng nữa thì câu chuyện ở đây là gì các ban giám hiệu chúng ta nên khuyến khích những cái cộng đồng học tập chúng ta nên tạo điều kiện để cho khoảng ba bốn thầy cô có thể cùng một khối lớp hoặc là trong cùng một tổ hoặc là những cái tổ chuyên môn khác nhau cũng được cùng tập một cái nội dung gì đấy thì khi mà mọi người cùng học một cái nội dung gì đấy mới thì mọi người cùng có một cái một số những cái góc nhìn khởi đầu là giống nhau cái động lực để bắt đầu là giống nhau và sau đó mọi người về thực hành thì cùng dìu nhau đi nó nó sẽ dễ hơn thì trong cái quá trình mà để cho các con mà cá nhân hóa học tập đó chúng ta không nên giới hạn trong một môn học chúng ta nên có cái sự tham gia của giáo viên ở nhiều môn học và những cái hoạt động là hợp tác giữa những cái môn khác nhau vào từ một cái động tác rất nhỏ thôi là chúng ta chia nhóm học sinh như thế này ờ, có những giáo viên thì người ta sẽ chia rằng nhóm này là những em rất là khá nhóm này là những em rất là chậm hơn nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể trộn lẫn trong từng một nhóm trong từng nhóm học sinh thì đều có những bạn với cái năng lực học tập khác nhau với cái tốc độ tiếp thu khác nhau và bản thân các bạn có thể hỗ trợ được nhau và thêm nữa là gì ạ chúng ta có những cái nền tảng công nghệ để giúp các bạn đi tìm hiểu thêm những kiến thức khác hoặc là làm thêm những cái bài tập khác phù hợp với trình độ của mình và một cái điều đặc biệt nữa mà cũng rất là đáng mừng là các trường ở việt nam các trường phổ thông cả công cả tư cũng đang để ý đến đó chính là đội ngũ tham vấn học đường đội ngũ tham vấn tâm lý học được thì cái đội ngũ này cũng có một cái sự đồng hành rất là tốt với các thầy các cô khi mà chúng ta chia sẻ thêm những cái góc nhìn khác những cái gánh nặng khác những cái quan tâm khác bên ngoài câu chuyện là học kiến thức thì thông qua đấy thì các thầy các cô mới làm tốt được cái sứ mệnh của mình trong câu chuyện là thay đổi cái tiến trình học của học sinh còn nếu chúng ta chỉ trông chờ vào người thầy không thôi thì thực sự là rất là bất công với các thầy các cô Đức nhắc nhiều tới cái chữ tâm thế đó anh muốn hỏi một chút tức là ở đây cho cái kỷ nguyên này thì cái tâm thế của người thầy người cô là cái tâm thế sẽ là mình cùng với học trò cùng học hay như thế nào cái gì mà em hiểu cái chữ tâm thế đây như thế nào cái tâm thế mà mình muốn nói ở đây thì cái đầu tiên đó là một cái sự sẵn sàng sẵn sàng một cái sự sẵn sàng một cái sự sẵn sàng đón nhận cái mới một cái sự sẵn sàng làm những cái điều nó khác đi một cái sự sẵn sàng là chúng ta không phải lo sợ gì cả nếu mà chúng ta lo sợ rồi chúng ta khước từ nó rồi một thời gian sau chúng ta quay ngược trở lại chúng ta sẽ là nạn nhân của nó. Công nghệ mới nó sinh ra từng ngày, không việc gì mình phải sợ nó cả. Công nghệ nó là để nó phục vụ chúng ta để để chúng ta hoạt động nó hiệu quả hơn. Thì cái tâm thế ở đây là gì? Thứ nhất, cái sứ mệnh của thầy cô là tạo ra cái môi trường giáo dục cho học trò. Học trò của chúng ta sau 10 năm nữa, 20 năm nữa các em sẽ tạo ra một cái thế giới tương lai của các em. Thế giới đó là cái gì? Các em không biết. Ở thời điểm này các em không biết chúng ta càng không biết bởi vì chúng ta là sản phẩm của Cũng. thế giới cũ. Ừ. Một sản phẩm của thế giới cũ phải đi giáo dục một cái thế hệ chủ nhân của tương lai. Vậy chúng ta cần tâm thế gì? Tâm thế luôn luôn học hỏi, tâm thế là một cái người học tập suốt đời, tâm thế sẵn sàng đón nhận rằng là có nhiều thứ chúng ta không biết, có nhiều thứ học trò có thể làm tốt hơn chúng ta và tâm thế để chúng ta tạo điều kiện để học trò có thể tổ chức được cái quá trình học tập. Vì cá nhân Đức thì được cho rằng là giáo dục nó là cái quá trình mà trưởng thành trong đó người học người ta sẽ trưởng thành về mặt kiến thức trưởng thành về mặt tư duy trưởng thành về mặt thái độ và nó diễn ra bởi cái sự chủ động của người học chứ không phải bởi cái sự giảng dạy của người thầy thế nên cái tâm thế của người thầy đấy chúng ta thay đổi là làm thế nào để chúng ta tổ chức được cái quá trình học tập của người học nó hiệu quả hơn chứ không phải là chúng ta làm thế nào để giúp cho người học đạt được cái điểm cao trong cái kỳ thi này thì đấy là cái quan trọng nhất cho xong đó vẫn phải áp lực phụ huynh vẫn áp lực từ phụ huynh <laughs> cho nên là phụ huynh cũng, cũng đóng vai rất quan trọng trong cái này ấy chứ nếu như mà chúng ta quay ngược trở lại chúng ta nhìn nước mỹ khoảng những năm 60, 70 bảy thì y hết bài toán của chúng ta bây giờ và cái thời kỳ những năm 60, 70 thì nước mỹ phụ huynh rất là đổ xô đi câu chuyện là luyện gà nòi để các con luyện thi thế này tới kia đấy thì uh, một trong những người thầy của của mình là giáo sư tony wagner thì ông ấy nghiên cứu về cải tổ các trường và ông đưa ra những cái mô hình trường học sáng tạo và và khoảng thời điểm như năm 70 đó cả nước Mỹ người ta mới bắt đầu là gì ạ? Người ta thay đổi cái cách thức nhìn nhận về cái thành quả đầu ra của một đứa trẻ. Định nghĩa lại thế nào là một trường học của một cái thế kỷ mới, thế nào là một đứa trẻ của thế kỷ mới nó có nhiều thứ hơn những cái bài kiểm tra nhiều. Tại sao chúng ta cá nhân hóa học tập nhưng chúng ta lại chuẩn hóa những cái bài kiểm tra? Thì đấy chính là vấn đề của nước Mỹ vào những thập niên 70 và bây giờ chúng ta cũng đang gặp phải những cái vấn đề tương tự như vậy à, phải cá nhân hóa luôn bài kiểm tra chứ đúng không? <laughs> có chuyện là như thế cá nhân hóa quá trình học tập nhưng để chuẩn hóa cái bài kiểm tra đầu ra cũng thú vị khi mà Đức nhắc tới đúng là mình mình là đi sau cho nên là mình có thể quan sát và học hỏi được rất nhiều từ những cái bài học từ những cái nước đi trước và thấy họ đã trải qua như thế nào thì thì qua quá trình nghiên cứu thì Đức thấy là để nước Mỹ trải qua một cái quá trình thay đổi mà thậm chí là cách mạng giáo dục như vậy đó thì nó cần rất nhiều năm nhưng bây giờ có lẽ là với công nghệ thì mọi thứ có thể nó sẽ đẩy nhanh hơn một chút nhưng mà cái cái giá phải trả và cái 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 quãng đường phải qua đó để đạt được đó, gần như là bắt buộc phải đi thì thì đức nghĩ là với những gì hiện nay đang diễn ra thì liệu Việt Nam chúng ta sẽ mất như thế nào để để đi qua cái quãng đường này cần cái điều gì thực ra thì Việt Nam chúng ta mất bao nhiêu năm thì thì đấy nó sẽ chỉ là một cái con số ước lượng thôi chúng ta ước lượng ra nó nó không mang tính chính xác và nó không 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 đem lại một cái mục đích gì cả ví dụ chúng ta nói rằng là chúng ta chậm hơn nước mỹ là 20 năm hay 30 năm còn con, con con số đấy nó mơ hồ và nó không giải quyết được vấn đề gì cả à, thì quay ngược trở lại cái câu chuyện mà nước mỹ người ta gặp phải trong những thập niên 70 rồi 70 80 90 người ta cải tổ như thế ấy. thì cái tâm thế người ta đã thay đổi như thế nào thì những cái nhà cải cách giáo dục của nước mỹ tại thời điểm đó thì người ta đưa ra hai cái khái niệm về cái khoảng cách cái sự cách biệt ở trong giáo dục, cái thứ nhất người ta gọi là performance gap, tức là những cái khoảng cách về uh, những cái uh, kết quả thông thường của chúng ta. ví dụ chúng ta thường hay nói là, ok đi học để được điểm 5 hay là thế này thế kia, đạt đến một cái mức độ nào đấy, thì đối với bình diện chung, tất cả các trường phải giải quyết cái performance gap đó, phải đảm bảo rằng học sinh của mình đạt được những cái kết quả đầu ra ở mức độ là cơ bản nhất dành cho tất cả các em chúng ta không nhất thiết phải tất cả học sinh phải đến điểm 9, điểm 10 làm gì. Thế nhưng bên trên cái performance gap đấy, nó có một cái khoảng cách thứ hai, người ta gọi là opportunity gap, là những cách biệt về mặt cơ hội. Thì cơ hội ở đây là gì? Cơ hội ở đây chính là cơ hội để cho đứa trẻ phát triển được với cái tiềm năng của nó, với cái 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 bản thân, cái mong muốn, cái định hướng, cái sở thích của nó và trong cái môi trường mà nó sẽ trưởng thành lên. Thì với mỗi một đứa trẻ thì rõ ràng là cái khoảng cách cơ hội đấy nó sẽ khác nhau thì cái tâm thế của chúng ta chúng ta cần nhìn ở đây là vậy thứ nhất performance gap, cái cách biệt về cái năng lực chung dành cho tất cả học sinh là gì? Chúng ta cần phải đảm bảo cái tối thiểu là gì để sau 12 năm học các em có thể là làm một cái người công dân bình thường, làm một cái người công dân đem lại những cái giá trị tốt cho xã hội, ở uh, biết tính toán, biết đếm tiền, biết làm những cái điều cơ bản nhất mà 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 không ai uh, phủ nhận các em. Và bên cạnh đấy, những cơ hội mà các em có là gì? để các em trở thành những cái người công dân rất là hạnh phúc và cống hiến được với đúng cái niềm đam mê và đúng với cái năng lực của các em. Chứ còn cá nhân mình nghĩ là không nên chúng ta đo đếm 10 năm, 20 năm nó không không giải quyết cái bài toán gì cả. Và liên quan tới tới một cái 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 cụm từ mà người ta nhắc đến rất nhiều đó là chuyển đổi số đó, tức là sự phát triển của công nghệ và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Thì đây những cái công cụ về công nghệ đó rồi cái tiến trình chuyển đổi số đó của các hệ thống giáo dục đó thì người thầy người cô có thể tận dụng cái công nghệ và cái cái trí tuệ nhân tạo này như thế nào và đều có nên lo sợ một điều gì đó hay không lo thì chắc chắn là chúng ta không nên lo rồi ờ, bài 300 năm trước thì rất nhiều máy móc ra của cái cái, cái mạng công nghiệp lần thứ nhất rồi lần thứ hai rất nhiều máy móc ra con người lo là máy móc nó cướp đi việc của mình người ta đập phá máy móc thế nhưng mà chúng ta nhìn lại đúng không? Ạ? từ thế kỷ 18 đến giờ rõ ràng là máy móc nó đem lại hiệu suất cao hơn và máy móc nó phục vụ chúng ta thì trong thời đại này thì cá nhân mình cũng tin rằng là gì ạ trí tuệ nhân tạo nó không cướp đi của chúng ta cái gì cả Thế nhưng nó sẽ đánh mất cơ hội của những người không biết tận dụng trí tuệ nhân tạo. Và nói về cái cụm từ gọi là chuyển đổi số thì thì ở Việt Nam mình hot là, hot <laughs> rất là hot trend, rất là rất là nóng. Thế nhưng mà đa phần thì nó đang bị dừng lại ở góc độ là chúng ta số hóa tài liệu để chúng ta vẫn tiến hành theo những cái phương thức như cũ. Chúng ta có một cái bài giảng thay vì bài giảng chúng, chúng ta đưa lên thành bài chúng ta đưa lên online thôi đúng, bài thôi, đúng không? Bài online. Và nếu như mà học sinh xem một cái bài giảng online 2 tiếng đồng hồ một tiếng đồng hồ giống như đơn thuần là một người thầy nói như thế này thôi ấy thì nó chả có một cái yếu tố gì mà thì chất là chuyển đổi ở đây cả bởi, bởi vì thế nào là chuyển đổi chuyển đổi nó không phải là một sự thay đổi thay đổi là gì một bài giảng này một bài giảng lớn hơn một bài giảng dài hơn Thế nhưng cái sự chuyển đổi nó giống như là một con sâu bướm nó kết kén ấy cái điều gì đấy nó xảy ra ở trong cái kén không phải không không phải là con sâu nó gập bụng nhiều hơn để nó nó rất nhiều muối rồi nó tăng thêm gấp đôi số muối bụng của nó mà sau khi nó phá cái kén ra thì nó trở thành một con bướm nó hoàn toàn khác so với con sâu đấy là một cái sự chuyển đổi transform chứ, có là là change. Transform, chứ không phải là change thế thì cái chuyển đổi số ở đây là gì chúng ta hình dung lại những công cụ số đó là nền tảng để giúp cho chúng ta xử lý những khâu khác nhau trong tiến trình học với những mục đích khác nhau chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta số hóa tài liệu nó lên đúng không ạ chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ Giúp học sinh tự học trước Giúp cho học sinh tự xác định ra Cái bài nó phù hợp với năng lực của mình Bạn đang làm một cái bài tập ở mức độ khó là Ví dụ như là mức độ 3 Bạn cứ làm đúng mức độ 3 Thì hệ thống nó sẽ gợi ý thêm cho các bạn Những cái bài nó khó mức độ khó hơn một chút 3,5 thế này thế kia Chứ không phải là ok bây giờ nha Tôi uh, scan hết bài tập này tôi gửi lên nhóm zalo Cho tất cả phụ huynh Anh chị in ra cho con là tất cả các cháu như nhau Đấy nó không phải là chuyển đổi số đấy là chúng ta đang dùng công cụ số để chúng ta à, à, số hóa tài liệu của chúng ta và chúng ta làm cái phương thức cũ thôi. Thế phần chuyển đổi số ở đây là gì? Đó. Định hình nhu cầu khác nhau của người học, từng khâu khác nhau chúng ta tổ chức khác nhau và cuối cùng là gì? Khi mà học sinh như thế, chúng ta hoàn toàn chúng ta nhìn nhận được những cái báo cáo khác nhau về những cái miền năng lực khác nhau của học sinh. Từ đây chúng ta đưa ra những cái quyết định gợi ý cho các em, các em thử tìm hiểu thêm cái này, các em thử tìm hiểu thêm một cái chủ đề khác hoặc là chúng ta giới thiệu thêm những cái ngành nghề để cho các em tìm hiểu dựa trên những cái dữ liệu mà chúng ta có thì đấy là câu chuyện chúng ta chuyển đổi số chứ không phải là là tất cả học sinh bốn em trong một lớp chúng ta đều giới thiệu các em hướng nghiệp cho em đi những cái ngành nghề giống nhau rồi theo những cái thông báo rất là chung chung vì về cái công tác hướng nghiệp thì từ xuyên giờ là thực chất là các trường làm tư vấn tuyển sinh chứ không chứ, chứ không phải là tư vấn hướng nghiệp thì đó vậy thì vai trò của chuyển đổi số nó nằm ở đâu xuất phát từ câu chuyện là người thầy phải hiểu những công cụ số nó là công cụ giúp ích cho mình trong cái khâu nào để chúng ta hiểu học trò và chúng ta cá nhân hóa cái tiến trình học tập của học trò dùng số là cái công cụ để chuyển đổi cái cách thức toàn bộ luôn chứ không chỉ là số hóa không <laughs> chứ không chỉ là số hóa AI chứ tuệ tạo thì cũng chỉ là một công cụ để cho cái hiệu suất nó hiệu quả hơn và và phải thay đổi toàn bộ cái cách của của mình rất là những nghiên cứu mà làm at lab mình tưởng tượng như một cái phòng thí nghiệm mà sẽ luôn phải nghiên cứu rất nhiều thì trong quá trình nghiên cứu đó mình mình có nhận thấy những cái lỗ hỏng của những cái theory, những cái lý thuyết cũ hoặc là những cái gì mà Đức cho là sẽ thay đổi mang tính cách mạng về giáo dục đối với loài người hiện nay từ, từ những nghiên cứu của mình? Thực ra thì bất kể là nghiên cứu cũ hay là nghiên cứu mới thì nó đều có lỗ hỏng của nó. Bởi vì nghiên cứu nào đi chăng nữa thì nó cũng đều được xuất phát ra từ một cái nhóm đối tượng nào đó. Sau đó thì chúng ta gọi là khái quát hóa nó ra. Và câu chuyện là cái được khái quát hóa đấy nó có phù hợp với cái nhóm đối tượng mới mà chúng tôi muốn áp dụng hay không? Thì câu chuyện đây là kể cả với góc độ là nhà nghiên cứu hay với góc độ là các thầy các cô đang đứng lớp trực tiếp thì chúng ta phải ý thức được câu chuyện đó. Chúng ta nhìn những cái hay, những cái thú vị và chúng ta áp dụng vào thì chúng ta áp dụng cái gì? Chúng ta áp dụng nó đến đâu? Bản thân cái từ mà AI trí tuệ nhân tạo đó là một cái từ rất là chung chung mà chúng ta thường hay nói nói cho nó sướng mồm vì đúng rồi, là đúng rồi, nó, đúng nó dễ đúng nói mà. Dạ, thì ngay tuần trước thôi trong những cái nhóm học trò các em có làm một số những cái dự án để ứng dụng công nghệ vào để giải quyết một số vấn đề ở trong việc học tập cũng như trong cuộc sống các em nói rất là nhiều với ai thì mình cũng phải nói với các em là các em hãy hạn chế nói đến từ AI một cái chung chung cái chỗ này các em dùng cái thuật toán này ví dụ bạn này bạn dùng bạn so sánh hai cái thuật toán khác nhau một cái thuật toán là long short term memory và một cái thuật toán là random forest Thì nhưng các bạn cứ nói là AI chỗ này AI sẽ này, này thế kia và cá nhân mình về cản các em lại ngay lập tức và nói rằng các em mà nói AI chung chung như thế đó chứng tỏ rằng là các em đang chưa hiểu thực sự những cái mà các em đang làm các em nói rõ rằng là chỗ này cụ thể AI là em dùng cái thuật toán gì tại sao em dùng nó thì tương tự như vậy với với các thầy các cô AI hoặc là không AI hoặc là những cái khung lý thuyết khác khi chúng ta áp dụng nó vào chúng ta phải gọi được tên nó ra và mục đích chúng ta áp dụng nó là cái gì chứ không nói chung chung chứ không này, nói không nói chung chung AI không không áp dụng cái này với học trò của chúng ta cả cái khung lý thuyết ấy có thể nó có 10 khía cạnh khác nhau mình chỉ áp dụng vào hai khía cạnh thôi và với hai cái khía cạnh đó mình chỉ kỳ vọng nó ở cái mức độ như thế này thôi và sau đó chúng ta tăng dần lên chứ còn không thể nào mà chúng ta cầu toàn quá và sau đây chúng ta đi chúng ta khoe khắp nơi nữa trường tôi đã áp dụng AI vào quá trình học cho học sinh rất là hào hứng thế nhưng mà quay ngược trở lại là thực chất cái việc chuyển đổi nó không diễn ra để thay đổi tất cả những thứ này nãy giờ mình vừa nói đấy thì như Đức có nói là cần rất nhiều yếu tố từ vĩ mô cho tới cá nhân của từng thầy cô và cả phụ huynh nữa ờ, Mình muốn hỏi một chút Đó là mà mình cần thầy cô được uh, trả lương nhiều hơn Mình cần cái nhà quản lý giáo dục thay đổi Các trường uh, áp dụng những cái phương thức mới Thì họ cần thấy kết quả Hoặc là họ cần thấy một cái gì đó Thì ở đây từ thầy cô hay từ phụ huynh thì Liệu mình có thể từ cá nhân của mình Để tạo ra một sự thay đổi nhỏ Và cho thấy cái đầu ra của học sinh như thế nào Để từ đó tác động ngược trở lại phía bên trên hay không Chắc chắn rồi uh... À, chúng ta không thể nào kỳ vọng được là những cái thay đổi về mặt chuyên môn hoặc là về mặt cộng tác giữa nhà trường và phụ huynh trong ngắn hạn nó khiến cho các cơ quan quản lý là tăng lương cho giáo viên cái đấy thì cái, cái đó là câu chuyện rất là khó thế nhưng mà nếu như chúng ta nhìn ngược trở lại khoảng 10 năm gần đây thì những thay đổi ở các cái trường tư nó cũng đã làm những cái ví dụ và nó cũng đã tạo ra những cái động lực để 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 các trường công thay đổi và gốc rễ của nó là gì cá nhân mình nghĩ là nó là một cái niềm tin về một cái ngày mai nó tươi sáng hơn về một cái ngày mai nó tốt đẹp hơn bởi vì á, giáo dục chung quy lại Chúng ta nói đến giáo dục chúng ta hay nghĩ đến các nhà trường. Chúng ta nghĩ rằng là học sinh đến trường để học những con chữ, học những cái phép tính rồi học kiến thức này kiến thức kia. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn ngược trở lại lịch sử của nhân loại thì giáo dục nó xuất hiện trước khi chúng ta có khái niệm về trường học, trước khi chúng ta có khái niệm về con chữ. Người tiền sử đã có những cái phương pháp giáo dục rồi. Chúng ta giáo dục bằng việc là chỉ nhau làm cùng nhau thao tác gì đó hoặc là thông qua những cái những cái ký hiệu ngôn ngữ rất là thô sơ những cái tiếng hú thế này thế kia đã giáo dục rồi và mục đích của cái câu chuyện giáo dục truyền miệng hoặc là qua những cái bức tranh vẽ trong hang động đó là gì đó là truyền đặt lại kinh nghiệm sống sót truyền đặt lại và mong rằng cái thế hệ sau sẽ tốt đẹp hơn cái thế hệ trước và đây kể cả như anh Khánh hay là như Đức cũng như vậy thôi chúng ta được đi học chúng ta đi làm và chúng ta mong muốn rằng cái thế hệ sau sẽ trở nên tốt đẹp hơn thì đó là cái niềm tin chung của những cái hệ thống giáo dục đó nhưng mà quay ngược trở lại một chút đó, thì ngày xưa chúng ta có khái niệm là giáo dục khai phóng Hả? ở hy lạp và la mã cổ đại thì cái thời điểm đó thì người ta giảng dạy những cái không phải là giảng dạy mà người ta tổ chức tiến hành những cái nội dung nó nó rất là đơn thuần thôi thứ nhất là về mặt logic học thứ hai là về ngôn ngữ thứ ba là về cái thuật hùng biện tức là gì ạ về mặt ngôn ngữ là anh 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 đọc được để anh tiếp thu được thông tin logic là để anh xử lý cái tư duy đó trong đầu anh như thế nào và hùng biện là gì anh nói ra cái chính kiến của anh thế nhưng mà dần dần cái quá trình đấy giúp cho chúng ta hình thành tư duy nhưng dần dần thì nhân loại chúng ta bổ sung thêm những cái nội dung khác vào chúng ta có thêm đại số này chúng ta có thêm hình học này chúng ta có thêm chiêm tinh học rồi sau này là thiên văn học này thêm âm nhạc rồi thêm sinh học vân 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 rất nhiều môn học nó được bổ sung thêm vào và đâu đó bất chợt các hệ thống giáo dục chúng ta quên mất cái gốc ban đầu là rèn luyện quá trình tư duy để hiểu thế giới tốt hơn để có thể hành xử với thế giới một cách tươi đẹp hơn chúng ta quay đi học những cái nội dung mà chúng ta sinh ra để làm công cụ rèn tư duy nó vốn là công cụ để mình rèn tư duy thôi thế nhưng mà bây giờ ok nhiều công cụ quá rồi mình quên mất nó là công cụ mà và mình coi nó là đích đến đích đến của hệ thống giáo dục này là gì các em phải đạt được xì điểm ở môn hóa xì điểm, điểm ở môn thành tích đúng không? thành tích thì chúng ta đo là... quên mất chúng ta quay ngược trở lại thực ra là thành tích nó cũng không phải là 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 một cái chuyện gì nó nó xấu nếu như mà một đứa trẻ nó xác định ra đây là một cái mục tiêu và nó muốn đạt được cái mục tiêu đó nó tự nó phấn đấu để nó đạt được cái mục tiêu đó thì thành tích đấy nó là một cái đáng để chúng ta tự hào thế nhưng cái thành tích đấy gốc rễ của cái động lực đằng sau thành tích đấy là cái gì rèn luyện tư duy của một con người để chúng ta hiểu bản thân hơn để chúng ta hiểu thế giới hơn hay là gốc rễ là đơn thuần đấy tôi đạt được một cái điểm cao như thế không ai có điểm cao hơn tôi và tôi vui về cái điều đấy thì nó không đem lại một cái điều gì cả Đức có nghĩ là cái yếu tố văn hóa yếu tố truyền thống của người Việt Nam của người Á Đông nó, nó ảnh hưởng thế nào tới cách mình sẽ phải thay đổi cách dạy cách học trong cái nguyên này không có những thứ nó nặng về truyền thống Nhưng trước tới giờ là ví dụ như là thầy giảng trò chép ít khi mà thầy trò phản biện thầy hoặc đặt ra câu hỏi nó nặng quá nên là để thay đổi nó nó quá khó Đức, đức có nghĩ là như vậy không? Um, thực ra thì cả trên thế giới người ta cũng gọi là rất là phân cực người ta nói rằng văn minh phương tây thế này văn minh văn văn minh phương đông như thế này thì cái câu chuyện phân phân cực đấy mọi người thích nói về nó bởi vì nó dễ dàng quá khi mà chúng ta nói về ok cái này trắng cái này đen nó dễ dàng quá nhưng mà thực tế nó không phải là như vậy xã hội ngày nay cá nhân mình nghĩ là chúng ta không có cái danh giới đây nó nó có thể hiện rõ đâu Ờ uh, cái truyền thống của á đông chúng ta có đây là gì là cái truyền thống mà chúng ta tôn trọng tri thức chúng ta có cái truyền thống là đạo hiếu chúng ta có cái truyền thống là giữ gìn những cái giá trị văn minh tốt đẹp thì thực ra đấy là những cái nền tảng rất là tốt để chúng ta tiến hành những cái hệ thống giáo dục thế còn cái khác biệt giữa người phương đông với người phương tây có thể là gì ạ chúng ta thì ở với nhau ở góc độ là những cái quần thể những cái nhóm người lớn chúng ta sinh hoạt tập thể nó nhiều hơn thế còn phương tây thì người ta đóng hơn đấy cũng là một dạng tư duy nhị phân thế nhưng mà rõ ràng gì trong những quần thể học sinh lớn của chúng ta ừ. cũng có những em nó tách biệt ra mà nói là nó như vậy cá nhân hóa và cá nhân ừ. hóa mà thế nên là <laughs> chúng ta không thể nào mà chúng ta phân tách ra một cách đơn thuần như vậy để chúng ta đưa ra những cái quyết định Thì quay ngược trở lại là gì vẫn là người giáo viên chúng ta hiểu cái cấu trúc lớp học của mình như thế nào hiểu từng bạn học sinh như thế nào và nói đến cái khía cạnh đó thì không có phân biệt đông tây hay là đúng là như vậy luôn luôn diss luôn đáp luôn có này có kia và người thầy hoàn toàn có thể thay đổi vâng cảm ơn đức rất, rất nhiều hình nghĩ là đây là một cái tiến trình rất dài và và sẽ cần rất nhiều thời gian một cái chuyện dài hạn mà để thay đổi giáo dục và chắc chắn là 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 thầy cô sẽ luôn là một cái nhân tố có thể tạo nên sự thay đổi và ở góc độ phụ huynh của tụi mình cũng sẽ phải góp phần cho cái chuyện này chính xác và và như uh, tiền sử thích nhất hạnh lúc mà sinh thời còn nói là gì những thầy cô giáo hạnh phúc thì sẽ góp phần thay đổi thế giới và nếu mà chúng ta mở rộng thêm một kỳ nữa là những phụ huynh hạnh phúc cũng sẽ góp phần thay đổi thế giới thì con mình nó là sự phản ánh của mình mà là bây giờ là cũng không thể nào phó mặt chuyện đó hoàn toàn cho nhà trường và thầy cô phụ huynh cũng phải góp phần vào cảm ơn đức là chúc em có tiếp tục có những cái dự án nghiên cứu mang lại nhiều cái 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 cái, cái, cái lợi ích dành cho hệ thống giáo dục và tiếp tục cái hành trình rất dài này cảm ơn đức rất nhiều đã chia sẻ ngày hôm nay thưa quý vị vừa rồi là chia sẻ của hoàng anh đức tổng giám đốc của hệ thống giáo dục Skyline là thành viên của mạng lưới hiệu trưởng của trường Cao học giáo dục Harvard và cũng là cố vấn của nhiều hệ thống trường học phổ thông chất lượng cao hiện nay ở Việt Nam xoay quanh câu chuyện về thay đổi cách dạy của người thầy người cô trong kỷ nguyên này và chúng ta thấy là tâm thế của người thầy người cô thì rõ ràng là sẽ phải luôn không ngừng học hỏi cùng với học sinh cùng với nhà trường cùng với một cái hệ sinh thái gồm có phụ huynh nhà trường và 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 các thầy cô để chúng ta sẽ cùng tạo cho học sinh chúng ta một cái môi trường để tự học và tự chủ và à, chủ động hơn trong việc học hỏi để chuẩn bị cho một cái tương lai à, rất nhiều yếu tố bất định thì à, tâm thế cùng nhau học hỏi học hỏi không ngừng và thay đổi không chỉ cách dạy mà hiểu về tâm lý của các bạn học sinh để chúng ta thay đổi cái cách thức mà chúng ta tổ chức một cái lớp học làm sao để nào để có thể mang lại hiệu quả nhiều hơn cho các bạn trong việc học và tiếp thu kiến thức mới thì mình nghĩ rằng là hiện nay các thầy cô à, có nhiều cơ hội có nhiều nguồn lực để tự thay đổi từ học và và thay đổi từ chính những cái việc nhỏ mình làm trong trong uh, công việc giảng dạy hàng ngày và chắc chắn là sẽ cần thêm rất nhiều cái sự hỗ trợ từ cả phụ huynh nữa chúng ta là bậc phụ huynh và cùng với thầy cô để chúng ta hoàn toàn có thể uh, làm cái gì đó để mang lại đóng góp lại cho cái sự hiệu quả của việc giảng dạy nhiều hơn uh, Chúng tôi rất mong uh, nhận được thêm các uh, ý kiến đa chiều xung quanh chủ đề này nên là rất mong uh, các quý khán giả có thể bình luận và để lại comment ở phía bên dưới hoặc là uh, bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng uh, về podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào trên các nền tảng như là Spotify Google Podcast hoặc là Apple Podcast À, đừng quên bấm nút subscribe kênh youtube Việt Success để đón xem các tập tiếp theo của The Quốc Anh Show cũng như là các series khác trên kênh xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau cảm ơn Đức rất nhiều cảm ơn Lý Khánh